À, cô chào tất cả các em, cô là Vân Anh đến từ tổ ngữ văn. À, ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ lại tiếp tục tìm hiểu với một cái thể loại thuộc văn bản văn học trung đài, đó là văn bản bàn luận về phép học của tác giả Nguyễn Thiếp. Vua Quang Trung từng mời Nguyễn Thiếp ra hợp tác với triều đài Tây Sơn, nhưng Nguyễn Thiếp chưa nhận lời. Ngày 10 tháng 7 năm 1791, vua lại viết chiếu thư mời ông và Phú Xuân hội kiến vì có nhiều điều cần bàn nghị. Lần này ông bằng lòng và viết bài tấu bàn về ba việc mà quân vương nên biết. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua văn bản bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần tìm hiểu chung. Một nhỏ chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô về phần tác giả. Đây chính là hình ảnh về tác giả Nguyễn Thiếp. Vậy thì em hãy nêu một vài hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Thiếp. Nào, ở cái phần một vài nét về tác giả Nguyễn Thiếp thì chúng ta đã có trong sách giáo khoa trang 77 cái phần chú thích dấu sao trong sách giáo khoa. Các em nhớ đọc kỹ cho cô ở phần này. Và ngoài ra cô cũng có một vài chi tiết muốn hướng dẫn đến các em về tác giả Nguyễn Thiếp. Nguyễn Thiếp tiên sinh Húy là Minh, Từ là Quang Thiếp. Sinh ngày 25 tháng 8 năm Quý Mão, tức là năm 1723, niên hiệu Lê Bảo Thái năm thứ tư tại làng Mật Thôn, xã Nguyệt Úc, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyễn Thiếp có rất nhiều tên từ hay tên hiệu, chẳng hạn như là Khải Xuyên, Lạc Phong Cư Sĩ, Điên Ẩn, Cuồng Ẩn, Hành Am, Hầu Lục Niên, Lục Niên Tiên Sinh, La Giang Phu Tử hay là La Sơn Phu Tử. Mỗi danh hiệu đều có một lý do và hoàn cảnh riêng biệt. Một nhân tài thế kỷ 18, Đỗ Tam Trường thi hội, làm quan đến tri phủ rồi về ở ẩn trên núi Thiên Nhẫn, Hà Tĩnh. Sau nhiều lần mời, ông đồng ý giúp vua Quang Trung Nguyễn Huề với vai trò quân sư, giữ chức viên trường viện trung chính, có công cải cách các mặt văn hóa xã hội thời Tây Sơn. Đó chính là một vài nét về tác giả Nguyễn Thiếp. Các bạn ghi cho cô một vài ý nào. Ý thứ nhất, Nguyễn Thiếp sinh năm 1723, mất năm 1804. Từ là Khải Xuyên, hiệu là Lạc Phong Cư Sĩ và người đương thời kính trọng gọi ông là La Sơn Phu Tử. Là một người học rộng, hiểu sâu và đỗ đạt dưới triều Lê. Các bạn ghi cho cô. Đó chính là một vài nét về tác giả. Đây là hình ảnh về đền thờ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Chúng ta tìm hiểu cho cô về phần 2 tác phẩm. Vậy thì hãy nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này. Cái phần này cũng có trong phần thứ 2, trong phần chú thích dấu sao, trong sách giáo khoa trang 77 nào. Vậy thì hoàn cảnh sáng tác trong cái hoàn cảnh nào đấy? Các bạn ghi cho cô nào. Là phần trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung vào tháng 8 năm 1791 khi ông vào Phú Xuân hội kiến nhà vua. Và chúng ta thấy rằng ở đây có nói đến là trích từ bài tấu. Vậy thì khi mà gửi cho vua Quang Trung, khi mà vào hội kiến nhà vua này, thì Nguyễn Thiếp viết cái bài tấu này bàn về ba nội dung. Nội dung thứ nhất nói về quân đức, tức là đức của vua. Nội dung thứ hai nói về dân tâm và là nói về lòng dân. Và nội dung thứ ba chính là học pháp, nói về phép học. Vậy thì bài học ngày hôm nay, bàn luận về phép học, chính là cái phần nội dung thứ ba trong bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung. Các bạn ghi cho cô. Đó là thể loại tấu, là cái thể loại văn thư của bề tôi trình lên vua chúa những kiến nghị, đề nghị của mình. Vậy thì các em thấy rằng ở những tiết trước chúng ta đã học nào là thể loại chiếu, thể loại hịch, thể loại cáo rồi. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu một thể loại tiếp theo, đó là thể loại tấu. Vậy thì cô có câu hỏi này dành cho các em. Vậy thì em hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa chiếu, hịch, cáo và tấu. Có nghĩa là so sánh giữa ba cái thể loại trước và cái thể loại tấu ngày hôm nay chúng ta đã học. Nào, các em suy nghĩ cho cô. Nào, giống nhau ở điểm nào đây? Đều là gì nào các em? À, đều là văn nghị luận trung đài được viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc là văn biển ngẫu. Còn khác nhau
Chiếu, hịch, cáo đều là cái thể loại văn do vua chúa ban truyền xuống thần dân. Còn thể loại tấu lại là một cái thể loại ngược lại đấy các em, là một loại văn thơ của bề tôi thần dân gửi lên vua và chúa. Vậy thì nhìn vào đây chúng ta thấy rõ ràng cùng là những cái thể loại của cái văn học trung đại, nhưng mà chiếu, hịch, cáo thì là cái thể loại dành cho vua chúa ban xuống thôi, còn ngược lại tấu này là một cái thể loại mà là dành cho thần dân gửi lên vua chúa. Vậy thì chúng ta thấy rằng mình xem trong phim ảnh hay là đọc trong các cái cuốn tiểu thuyết về lịch sử chẳng hạn, thì cái từ tấu này nó có còn xa lạ với các em nữa không? À đúng rồi, không, nó là một cái thể loại mà bày tỏ cái nguyện vọng hay là cái ý kiến gì của thần dân muốn trình lên vua chúa để mong muốn giải quyết được những cái vấn đề của mình, đó chính là cái thể loại tấu. Và cái phương thức biểu đạt trong cái bài bàn luận về phép học này chính là cái thể loại nghị luận mà chúng ta đã học trong cái chương trình ngữ văn 8 tập 2 này. Ba nhỏ các bạn tìm hiểu tiếp cho cô về phần đọc và tìm hiểu chú thích. Vậy thì các bạn nhớ khi đọc cái văn bản này, chúng ta đọc bằng một dòng văn bản rõ ràng, rành mạch, và chỗ nào mà phê phán thì phải đọc bằng cái dòng đanh thép. Chỗ nào đưa ra được những cái phương pháp học đúng đắn thì các bạn đọc bằng cái dòng mà lôi cuốn, thuyết phục đối với người nghe. Đây chính là một cái vài hình ảnh cho cái thể loại tấu của thời xưa khi mà viết để mà trình lên nhà vua. Vậy thì ở trong sách giáo khoa chúng ta có những cái phần chú thích nó sao? Có 8 cái phần chú thích này. Ngoài 8 cái phần chú thích cô đã có trong sách giáo khoa trang 78 thì cô cũng có một cái từ, đó là chính học, chính là học theo cái con đường đúng đắn, chính nghĩa. Còn thịnh trị là ổn định, phát triển trong thái bình là ở xã hội, đất nước. Đó chính là một cái vài cái phần chú thích ngoài trong sách giáo khoa cô cho hướng dẫn thêm mà các em. Bốn nhỏ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cho cô về phần bố cục. Nào các em cùng quay trở lại cho cô trong sách giáo khoa trang 76-77. Vậy thì theo các em, bố cục của văn bản này có thể được chia làm mấy phần? Và theo cô thì bố cục của văn bản này cô có thể chia làm 4 phần. Phần thứ nhất, từ ngọc không mài cho đến học điều ấy là mục đích chân chính của việc học. Phần thứ hai là nước Việt ta cho đến là điều tệ hại ấy là phê phán quan niệm học không đúng. Phần thứ ba là từ cuối xin từ nay cho đến là xin chớ bỏ qua, đó là quan điểm và phương pháp học đúng đắn. Phần thứ tư chính là phần còn lại nói về tác dụng của việc học chân chính. Các bạn ghi cho cô bố cục gồm 4 phần. Chúng ta sang cho cô phần thứ hai, tìm hiểu văn bản. Vậy thì cũng theo cái phần hướng dẫn bố cục lúc này cô đã phân tích cho các em. Vậy thì một nhỏ cô cũng sẽ hướng dẫn các em, đó là mục đích của việc học chân chính. Các bạn chú ý cho cô trong cái đoạn trích này. Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo. Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người, kẻ đi học là học điều ấy. Vậy thì các bạn chú ý cho cô nào, ở trong cái đoạn trích này tác giả đã mở đầu cái đoạn trích đưa ra một cái câu châm ngôn, đó chính là ngọc không mài không thành đồ vật, mà người không học thì không biết rõ đạo. Các bạn ghi cho cô câu châm ngôn này vào. Vậy thì ở trong cái câu châm ngôn ở đó có nhắc đến chúng ta, đó là đạo. Vậy thì đạo là gì nào? Nhìn vào đây cho cô, đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Vậy thì các bạn ghi tiếp cho cô, đạo là lẽ đối xử với mọi người. Vậy thì mở màn trong sách giáo khoa tác giả chỉ có là vẻn vẹn có 2 dòng chữ thôi, nhưng mà lại là sử dụng một cái câu châm ngôn với để mà nói rõ được đạo là lẽ đối xử với mọi người. Vậy thì ở đây tác giả đã sử dụng cái biện pháp nghệ thuật, đó là châm ngôn dễ hiểu, dùng từ phủ định để khẳng định, nữa là không mài không thành. Chúng ta đã học trong kiểu câu phủ định chưa? Dùng cái từ phủ định để khẳng định, rồi là so sánh và điệp từ để nói đến đạo ở đây là lẽ đối xử với mọi người. Vậy thì mục đích của việc học ở đây tác giả muốn nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng
Đây chính là nói đến đạo lý. Mà đạo lý ở đây thì dùng để làm gì các em? À, đạo lý ở đây chính là học để làm người. Tác giả sử dụng hình ảnh so sánh cụ thể, cách giải thích ngắn gọn rõ ràng, nói về mục đích của việc học, nhấn mạnh rằng học để làm người. Đó chính là nội dung phần thứ nhất. Chúng ta đi tìm hiểu tiếp cho cô về phần hai nhỏ, đó là phê phán lối học lệch lạc sai trái. Các bạn sẽ cùng tìm hiểu cho cô trong đoạn trích tiếp theo. Nước Việt ta từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền, người ta đua nhau lối học hình thức không cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường, chúa tầm thường, thần đình hót, nước mất nhà tan, đều do những điều tệ hại ấy. Vậy thì các bạn chú ý cho cô với câu hỏi này, tác giả đã chỉ ra những lỗi học sai trái nào? Cùng chú ý vào cho cô trong đoạn trích nào các em. Những lỗi học sai trái nào đây? Học để làm gì đây? Nào là cầu danh lời này. Rồi lối học là gì? Là lối học hình thức. Có còn biết đến tam cương ngũ thường nữa không? À không còn biết đến nữa, cho nên các bạn ghi cho cô. Lối học là chuồng hình thức. Học thì để cầu danh lợi. Lại còn là không biết đến tam cương ngũ thường. Vậy thì các em đã nghe đến tam cương ngũ thường là gì chưa? À vậy thì ở đây cô hướng dẫn cho các bạn nào. Tam cương là quân thần, phù tử và phu thê. Theo từ kinh thì mối quan hệ vua tôi cốt ở cái nghĩa, mối quan hệ cha con cốt ở cái tình và mối quan hệ vợ chồng cốt ở sự đồng thuận. Nói tóm lại, tam cương là ba giềng mối, ba quan hệ trọng yếu trong xã hội. Đó là mối quan hệ quân quân thần là mối quan hệ vua tôi, phu tử là mối quan hệ cha con và phu thê là mối quan hệ vợ chồng. Đó là tam cương. Còn ngũ thường là gì nào? À, ngũ thường là năm, thường là hàng ngũ là năm, thường là hàng có. Ngũ thường là năm điều phải có trong khi ở đời, gồm nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân là lòng thương đối với muôn loài vạn vật, nghĩa là cư xử với mọi người công bằng theo lẽ phải, lễ là sự tôn trọng hòa nhã trong khi cư xử với mọi người, trí là sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác đúng sai, còn tín là giữ đúng lời và đáng tin cậy. Vậy thì ở đây tác giả đã sử dụng cái biện pháp liệt kê lập luận một cách logic. Vậy thì cũng nhìn vào cho cô trong cái đoạn trích này, hậu quả của lối học sai trái đó như thế nào đấy các em? Nào, như thế nào các bạn thấy rằng chúa tầm thường, thần nín hót, nước mất nhà tan đều do những điều tệ hại ấy. Vậy thì với cái lối học sai trái lệch lạc như vậy thì đưa đến cho chúng ta một cái hậu quả, đó là chúa thì tầm thường, thần thì lại nín hót. Mà chúa tầm thường, thần nín hót thì chắc chắn sẽ nước mất nhà tan. Các bạn ghi lại cho cô. Và chúng ta đã cùng tìm hiểu cho cô về phần 2, đó là phê phán cái lối học lệch lạc sai trái. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu qua cho cô phần 3, đó là bàn luận về phép học. Nào, chúng ta cùng chú ý trong sách giáo khoa. Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thầy trò học của phủ huyện các trường tư, con cháu các nhà văn võ thuộc lại ở các trấn cửu triều đều tùy đâu tìm đấy mà học. Phép dạy theo nhất định phải theo Chu Tử, lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc, tuần từ tiến lên đến tứ thư ngũ kinh chưa sử, học rồng rồi tóm lược cho gọn theo điều học mà làm. Hóa may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mới vững yên, đó mới thực là cái đào ngày nay có quan hệ tới lòng người, xin chớ bỏ qua. Vậy thì ở đây các bạn chú ý cho cô trong cái câu hỏi thảo luận này. Khi bàn về cách học, tác giả đã đề xuất những ý kiến nào? Nào, khi bàn về cách học thì tác giả đã đề xuất những ý kiến nào nằm trong cái đoạn mà cô vừa mới hướng dẫn các em? Nào, đề xuất ý kiến nào đây các em? Nào, các bạn suy nghĩ cho cô. Đầu tiên đó là tác giả sẽ nói đến phạm vi học. Đó là phạm vi học phải rộng khắp các phủ, các huyện, các xã, các
hơn, chứ không phải là được đặt một trường duy nhất rồi là mọi người phải là đến nơi đó để học. Bây giờ mở rộng khắp tại xã cũng có, thôn cũng có, để mà tạo điều kiện cái thuận lợi cho mọi người được theo học. Đối tượng, vậy thì đối tượng là những ai đấy các anh? Là mọi người ai cũng có thể được đi học, chứ không phân ra đối tượng giàu nghèo trong xã hội. Giàu mới được đến trường, nghèo không được đến trường. Đó lại là làm thuê chột đi nhân tài của đất nước. Và chính cái điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người đi học. Và ở trong cái đoạn trích này, tác giả Nguyễn Thiếp cũng có nói đến phép dạy nhất định phải theo Chu Tử. Theo Chu Tử. Vậy Chu Tử là ai đấy các em? Chu Tử là Chu Hê, sinh năm 1130, mất năm 1200, là nhà nho nổi tiếng, đồng thời là nhà triết học, nhà giáo dục thời Nam Tống. Vậy thì ông đã nghiên cứu rất là kỹ về cái phép học của Chu Tử và cho rằng nếu mà đã học thì phải chắc chắn học theo cái phép học của Chu Tử. Vậy thì các bạn chú ý cho cô trong sách giáo khoa. Vậy thì dạy theo cái phép học của Chu Tử là theo cái cách học như thế nào? Có trong sách giáo khoa chưa? Ban đầu xác định được cái trình tự học là học từ đâu đến đâu đấy các bạn? Học tiểu học để bồi lấy gốc, rồi bắt đầu mới là tuần tự tiến lên. Có nghĩa là bây giờ phải học cái thấp nhất để bồi lấy cái gốc đã. Giống như bây giờ chúng ta bắt đầu nào? Ngày xưa là bắt đầu từ cái thời tiểu học, rồi bắt đầu mới lên đến là đại học, rồi là lên cao hơn nữa. Nhưng bây giờ thì hiện đại hơn thì chúng ta có một cấp ở dưới đó là mầm non, phải không? Vậy thì phải bồi từ thấp đến cao. Các bạn ghi cho cô ý thứ nhất: trình tự học, học tiểu học để bồi lấy gốc, rồi tuần tự tiến lên. Đó là cái trình tự học. Còn quy trình học thì phải học theo cách nào đây? Nào, quy trình học, học thì phải như thế nào? Học rộng nhưng mà phải hiểu như thế nào đấy các anh? Học rộng mà hiểu sâu. Rồi như thế nào nữa? Bây giờ nội dung học nó quá dài dòng đi thì mình phải làm biết làm thế nào đây? Thứ hai, tóm lược lại những cái điều cốt yếu nhất để học, chứ không phải là học tràn lan cái nào cũng học, nhưng mà lại là trong đầu mình không nắm lại được một cái ý gì hết, thì đó lại là một cái sai lầm khi học, khiến cho chúng ta loãng cái kiến thức ra, mình không nắm được cái điều cốt yếu. Vậy thì theo Nguyễn Thiếp thì cũng là theo cái cách dạy của Chu Tử thì học phải, mình phải biết được cái điều cốt lõi và học được cái điều cốt lõi đó, và từ từ mới triển khai các ý ra. Và cuối cùng, đó là một cái tư tưởng là tiến bộ Nguyễn Thiếp đã đề ra từ cái thời Tây Sơn, đó là học đi đôi với hành. Và chính cái điều này đến bây giờ thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta vẫn luôn luôn quan niệm học phải là đi đôi với hành. Vậy thì với cái bản phần 3 bàn luận về phép học, xác định được phạm vi đối tượng và cái phép dạy theo Chu Tử này, tác giả đã sử dụng cái biện pháp nghệ thuật, đó là dùng cái lời lẽ chân tình, bày tỏ thiệt hơn, vừa khiêm tốn vừa chặt chẽ, để lúc đó mới có thể là vừa thuyết phục được nhà vua và cũng là cho nhà vua thấy được cái lý lẽ mà mình đưa ra là hoàn toàn có căn cứ và hợp tình hợp lý. Và cuối cùng, ở đây khẳng định cái phép dạy đúng đắn mang tính thiết thực. Bốn nhỏ, chúng ta tìm hiểu tiếp cho cô về tác dụng của phép học. Nào các bạn chú ý cho cô trong cái đoạn trích này. Đào học thì người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn, mà thiên hà thì trì. Đó là mấy điều thành thật xin dân, chẳng quản lời nói vu vơ, quý mông hoài thường soi xét. Vậy thì nhìn vào đây các bạn thấy rằng, nếu như mà học theo cái cách học mà Nguyễn Thiếp đã là trình bày đối với là vua Quang Trung, vậy thì tác dụng của cái phép học này như thế nào đây? Đào học thành thì người tốt nhiều, mà người tốt nhiều thì sẽ như thế nào? Triều đình ngay ngắn, mà triều đình ngay ngắn rồi thì chắc chắn thiên hà sẽ thịnh trị. Các bạn ghi cho cô ý thứ nhất: đất nước sẽ có nhiều người tài. Mà người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn sẽ là một cái chế độ vững mạnh và quốc gia hưng thịnh.
Cho nên nè, khẳng định rằng cái đề cao việc học chân chính, kỳ vọng về tương lai đất nước, nếu như theo cái cách học mà Nguyễn Thiếp đã đưa ra thì chắc chắn rằng đất nước chúng ta sẽ phát triển và có một cái tương lai tươi sáng hơn nữa. Cho nên La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp là người thiên tư sáng suốt, học rộng hiểu sâu, yêu nước, quan tâm đến vận mệnh đất nước, trọng chữ trọng tài. Và tư tưởng của Nguyễn Thiếp là nền tảng cho những quan điểm học đúng đắn ngày nay, học để làm người và học đi đôi với hành. Và cũng từ cái xuất phát từ cái bài tấu mà Nguyễn Thiếp gửi đến vua Quang Trung, cho nên là ngày nay tổ chức UNESCO là một cái tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc, cũng đã đưa ra bốn cái mục tiêu giáo dục, đó là học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình, học để làm người, học gắn với hành, và dạy học lấy người học làm trung tâm. Vậy thì bốn cái mục tiêu của cái giáo dục UNESCO này thì cũng đã đưa ra được hai cái cách học, đó là học để làm người và học gắn với hành, cũng là một cái tư tưởng tiến bộ mà lấy được từ cái bài tấu của Nguyễn Thiếp đã đưa ra trong cái bài tấu gửi lên vua Quang Trung. Vậy thì có thể nói rằng Nguyễn Thiếp đã là nhìn xa trông rộng, đã xác định được cái mục tiêu học đúng đắn của con người, không những ở thời đại lúc bấy giờ mà còn là để dành cho cả tương lai sau này của đất nước chúng ta, cũng như là của cái thế hệ cả thế giới. Hay là Hồ Chí Minh cũng đã có cái câu nói: học với hành phải đi đôi, học mà không hành thì vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy, cũng là đề cao cái vấn đề học đi đôi với hành. Chính vì những cái điều đó cho nên là chúng ta thấy rằng xã hội chúng ta dần dần phát triển đi lên, và có những cái nhân tài của đất nước như là giáo sư Ngô Bảo Châu, hay là những cái thần tài, những cái học sinh giỏi vươn ra đến những tầm thế giới. Và quan điểm của Đảng và nhà nước ta hiện nay, việc học được phổ biến rộng khắp, việc học bắt đầu từ những kiến thức cơ bản, có tính chất cơ bản rồi mới nâng dần lên, phương pháp học từ thấp đến cao, học rộng nghĩ sâu, biết tóc lược điều cơ bản cốt yếu nhất là học đi đôi với hành. Và chính những cái quan điểm học đúng đắn đó cho nên là đất nước chúng ta dần dần đã có nhiều cái nhân tài phục vụ cho đất nước hơn, mang cái âm hưởng của Việt Nam, mang cái tiếng nói của Việt Nam vươn xa đến tầm thế giới. Và chính có những cái nhân tài của đất nước đó cho nên là chế độ thì vững mạnh, quốc gia thì hưng thịnh, đất nước chúng ta đang vươn lên ngang tầm với cường quốc của các nước trên thế giới. Chúng ta đi qua tìm hiểu cho cô về phần 3 lớn là tổng kết. Một nhỏ là nghệ thuật, so sánh cụ thể dễ hiểu, trình tự lập luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục. Và nội dung đó là mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có trí thức, góp phần làm hưng thịnh đất nước chứ không phải là để cầu danh lợi. Muốn học tốt phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt là học phải đi đôi với hành. Đó chính là cái nội dung nghệ thuật và nội dung các bạn ghi lại cho cô nhé. Vậy thì để tóm lược lại cái bài bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp ngày hôm nay, cô có một cái sơ đồ dành cho các em. Bàn luận về phép học đưa ra được cái quan điểm học đúng và quan điểm sai trái. Đối với quan điểm học đúng là đưa ra được cái mục đích học chân chính, có những cái lời kiến nghị với là vua Quang Trung như là cái phạm vi học, rồi là đối tượng học, nội dung học đúng đắn và đưa ra được cái phương pháp. Và quan điểm sai trái đó chính là cái lối học hình thức và lối học cầu danh lợi. Nếu như thực hiện được những cái quan điểm đúng này thì đất nước sẽ là phồn vinh. Còn ngược lại, làm theo những quan điểm sai trái với cái lối học hình thức và cầu danh lợi, cầu lợi cho cá nhân này thì là nước mất nhà tan. Chúng ta thấy rằng bàn luận về phép học này đã đưa ra hai con đường, một con đường là quan điểm đúng thì sẽ khiến cho đất nước được phồn vinh, ngược lại một cái quan điểm sai trái sẽ là nước mất nhà tan. Nhìn vào đây chúng ta cũng có thể biết được rằng cách học nào hay là cái con đường nào là con đường đúng, con đường chân chính cho mỗi bản thân chúng ta cũng như là cả đất nước Việt Nam. Rồi,
À, về nhà các bạn nhớ học bài và nắm được kiến thức. Các bạn soạn tiếp cho cô bài thuế máu, chuẩn bị tốt những cái phần câu hỏi trong sách giáo khoa trang 87. À, chúc các em chăm ngoan và học giỏi, cố gắng là học tập tốt qua cái mùa dịch này. À, xin chân thành cảm ơn các em đã lắng nghe cái bài giải của cô ngày hôm nay.